Xin chào mọi người, chúc mọi người luôn vui vẻ bình an nhé. Ngày hôm nay mình sẽ đi tham quan một cái địa chỉ, đó là ngọn Hải Đăng. Đó là ngọn Hải Đăng sông Danh. Nó nằm ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ngọn Hải Đăng sông Danh thì nó nằm cách Đồng Hới là khoảng 28 km. Đây là cái đường từ quốc lộ 1A cũ đi vào phía bên trong còn Hải Đăng. Bây giờ đi vào thì mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Ở trên đường đi vào ngọn Hải Đăng thì mình có gặp cái cây này, gọi là cây mắt mèo này. Cây này là một trong những cây nếu mà đụng vào là nó cực kỳ ngứa luôn nha. Đây, quay cho mọi người xem đấy, ai mốt mọi người có đi mà gặp này thì tránh ra. Ở đây nó có những cây này là cây hoa cứt lợn màu tím. Mấy cây này thì có thể hái những cái bông hoa tím tím này, nó có mình hái về mình phơi nắng cho nó hơi héo rồi ngâm rượu, sau khi khoảng độ 2 tuần là mình chắt ra bằng vải mùng, lấy cái nước của nó để nhỏ mũi để chống viêm xoang, rất là hiệu nghiệm. Đây là lối đi vào ngọn Hải Đăng sông Danh này. Bây giờ mình đã vào trong phía trong này, là phía bên trái này là ngôi nhà của ban quản lý. Bên phải này thì mình thấy có một cái đầm sen. Đầm sen này lớn nha, đang có hoa này. Này có một cái cây lựu, lựu đang có trái nè, đây lựu đang có trái luôn. Rồi cái cây này, cái cây lựu này rất là sai trái, trái quá trời trái luôn. Mấy trái này chín rồi. Vô đây, đây là nhà của ban quản lý, còn đây là thôi vậy đi, ngọn Hải Đăng cửa Danh. Đây là lối đi lên này, đi lên ngọn Hải Đăng. Đấy. Phía đằng xa kia là cửa sông Danh. Đó, thì hiện tại thì chưa liên hệ được ai hết, thì giờ mình đang đứng ở phía bên ngoài cái ngọn Hải Đăng này thôi, để chờ chúc xem là có gặp được ai không, mình xin lên nha. Em quay cho mọi người xem phía bên ngoài.
vào trong tới ban quản lý, nhưng mà một hồi liên hệ để tính xin leo lên trên ngọn hải đăng để quay cho mọi người xem xung quanh, và phía xa là cửa danh thì nhưng mà không gặp được ai thì thôi, chắc mình cũng không có lên. Ở dưới thì không khóa, nhưng mà không có xin phép được thì thôi mình cũng không có lên phía trên, nên mình quay cho mọi người xem thôi. Đây, nếu mà mình đi lên phía trên cao kia thì chắc chắn là cái view rất là đẹp, nhìn ra phía xa là cái cửa sông Danh, và xung quanh thì là đồng ruộng, và cái phía ngược lại đây là sẽ ra quốc lộ 1A nha. Đó. Thế khi nào mọi người đi đến Quảng Bình mà có thời gian đi ra thăm tắm biển ở bãi đá nhảy, thì từ bãi đá nhảy ra cái ngọn hải đăng Cửa Danh này khoảng độ 5,4 km, thì mọi người có thể ghé tham quan. Xin cảm ơn mọi người đã coi clip, mọi người thấy hay thì cho mình một like nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã coi clip nha, ủng hộ mình nha.